tiếng Nga run sợ khi ngồi trên xe cảnh sát Mỹ, sự thật phía sau gây bất ngờ. Mới đây, danh hài Thúy Nga thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng tải một clip quay lại cảnh cô đứng trước một chiếc xe cảnh sát ở Mỹ. Điều này đã làm nhiều người cảm thấy tò mò, không rõ vì sao cô lại xuất hiện trên ô tô chuyên dụng của cảnh sát tại Mỹ. Trong đoạn clip, nữ danh hài cho biết, thật ra bản thân không hề phạm tội hay bị bắt giữ, chỉ đơn giản là được mời lên ngồi trên xe cảnh sát đi chơi lòng vòng thôi. Cô còn tiết lộ, ở Mỹ này ai nhìn thấy xe cảnh sát cũng sợ hãi và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn nên trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe này xem như thế nào. Tôi sẽ review về chiếc xe cảnh sát này cho mọi người xem nó có những gì. Nói vậy thôi chứ tôi đang hồi hộp lắm. Ngồi trên xe cảnh sát Mỹ, tôi run vô cùng, run quá trời, run thật sự. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe cảnh sát. Bên cạnh đó, Thúy Nga còn hài hước nói, nếu biết được cảnh sát mời đi chơi thế này thì tôi phải ăn mặc đẹp hơn. Nhưng thôi kệ đi, tôi sẽ chinh phục cảnh sát bằng tâm hồn đẹp của mình. Tuy nhiên tới khi lên xe, Thúy Nga mới khiến khán giả ngỡ ngàng vì người cầm lái không phải cảnh sát Mỹ mà là đạo diễn Quốc Võ. Giải thích về việc ngồi lái xe cảnh sát, đạo diễn Quốc Võ cho hay, chiếc xe cảnh sát này tôi bỏ tiền ra mua để đầu tư đóng phim, chứ làm gì có cảnh sát nào cho mượn xe đi lòng vòng. Dù là phim quay tại Mỹ, nhưng tôi vẫn phải đầu tư một cách chỉn chu nhất để phục vụ khán giả. Hiểu ra được lý do, nhiều khán giả không khỏi bật cười nhưng cũng nể phục trước sự đầu tư cho nghệ thuật của nam đạo diễn.